chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu ạ, nhanh chóng ạ. Dạ. Dạ, cô bé bước xéo lên đi cô bé. Rồi. Dạ. Bác Phương ơi, bác Phương lùi xuống ạ, bác Phương lùi xuống ạ, ở giữa mình lùi xuống ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cô lộn mình bước vào đi ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, sau đây xin mời chú Hoàng Như Khương, chủ tịch hội người cao tuổi sẽ lên trao quà sinh nhật chúc mừng cho các thành viên.